xin chào quý cô chú và các anh chị. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với quý cô chú và các anh chị vườn lan phụ nữ. Đây là cây phụ nữ. Phụ nữ có vườn này có rất là nhiều mạch hoa khác nhau. Cái này cây vàng, màu này rất là sáng, nhìn rực màu vàng luôn đó các anh chị. Cây phụ nữ thì nhìn giống như là một vũ công đang khiêu vũ vậy đó các anh chị. Ở đây là hầu như là cũng đủ các dòng phụ nữ. Phụ nữ thì có rất là nhiều, nhưng mà chị em thì chỉ có biết một vài loại thôi, không có nhớ hết được. Cái này là cây phụ nữ mật ngọt. Cây này cái ngòm ho của nó hiện tại thì nó cao khoảng 1 mét, và giả hành thì rất là to. Cái giống này từ thân lá, giả hành, củ và cái ngòm ho, cái nào cái nó cũng rất là to và nhìn rất là đẹp. Còn cái luống này thì những cây phụ nữ vàng và những cái dòng phụ nữ khác nữa. Ở đây cũng là một cái dòng phụ nữ nữa này các anh chị. Phụ nữ này có cánh như là ngôi sao, trông rất là đẹp, nhìn như sao biển. Cái phụ nữ thì nó không có sai ho như cái cây mật ngọt, nhưng mà ho thì nhìn tương đối là đẹp. Cây thì cũng rất là khế. Đây là cũng là một dòng phụ nữ khác nữa. Hoa phụ nữ thì đẹp, có loại thì nó cũng thơm. Cái vườn này hiện tại thì cây phụ nữ đang mang hoa rất là nhiều, và cái dòng phụ nữ thì nó cứ giả hành mới là nó sẽ cho hoa liên tục đấy các anh chị. Hoa đẹp, hầu như là chậu nào cũng đều có hoa. Vườn này thì lúc trước cũng tương đối là nhiều, nhưng mà thời gian gần đây là hạn Tết nên đã xuất đi một ít rồi. Chứ còn lúc trước cách đây 2-3 tháng thì nhìn hoa rất là nhiều, rất là đẹp mắt. Ở đây người ta trồng theo luống, và cái chất trồng là bằng than. Luống trồng của người ta thì cách mặt đất khoảng là gần 1 mét đó các anh chị, làm kiểu như thế này, ta trồng một cách đại trà, riêng gọi là riêng phụ nữ. Ở đây thì riêng cách riêng phụ nữ luôn. Thank you.
đây. Trân trọng chào quý cô chú và các anh chị, quý cô chú và các anh chị xem video vui vẻ. Trân trọng kính chào.